Hôm nay cửa hàng Thuận Ý của mình có nhận một cái chiếc xe Mitsubishi Outrage, một chiếc xe phân khúc giá rẻ của Mitsubishi, và nâng cấp cái gói cách âm chống ồn theo cái quy trình của bên mình. Thứ nhất là bốn cái cửa và bốn hộp bánh. Ngoài ra chiếc này còn có nâng cấp âm thanh nhẹ nhẹ nữa. Thì lần đầu tiên chúng tôi tiến hành triển khai vật liệu đến từ Silent Pro của Nga. Vật liệu này rất là chất lượng và rất là tốt, nó được chứng nhận rất là nhiều. Và cái này nó không có mùi nha, cái này đã qua xử lý hết rồi, cái này xuất xứ tại Nga. Vâng, thì ở đây là cái quy trình mình sơ lược qua thôi. Thì ví dụ như đơn giản thôi, cái tấm bi cửa nè, đây là zin nguyên bản nè, nó không có vật liệu cách âm nào cả ha, từ zin hãng. Và cái này là cũng là một cái cách âm, cái ngăn âm đấy, nhưng mà cái này là lọc sọc nên là mình để tư vấn khách hàng là nâng cấp cái gói bốn cửa bốn hốc bánh là full option. Thì sơ lược qua thì cái cửa thì xíu mình sẽ tư vấn với các anh em sau. Thì ở đây đơn giản thôi, đây có nâng cấp thêm một cái súp bổ sung âm trầm ha, một những cái dải âm là cái sườn của bài hát. Thì ở đây là kết cấu của cái sàn, nó cũng có cái lớp cách âm zin này. Cái lớp này là bằng nhựa đường để qua xử lý, nên là đấy, nó sẽ có vài lớp thôi. Nếu mà chỉnh chu hơn thì chúng ta có thể là làm full cái sàn, nó sẽ ngon hơn nữa, nó sẽ cộng hưởng, nó sẽ ngon hơn. Đây là cái tấm cách âm zin ha, tấm nỉ zin cách âm ha, nên là phần sàn cũng đã có ít nhiều rồi, nên là mình sẽ tư vấn cho khách hàng làm bốn cái cửa cũng như là bốn cái hốc bánh nó sẽ ok. Đấy, thì về cái phần chưa cách âm ha, phần bên này chưa cách âm, quý vị và các bạn có thể nghe được cái tiếng. Rồi đây á, là cái tiếng dao động khi chúng ta di chuyển trên đường á, cái tiếng ồn nó sẽ vọng lên từ bốn cái hệ thống truyền động, từ bốn cái bánh xe, nó sẽ dồn và truyền động đều ha, nó dao động, nó gây ra tiếng ồn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thi công. Thì hiện tại anh thợ này đang tiến hành cách âm bốn cái hốc bánh ở phía dưới ha. Bốn hốc bánh thì nó sẽ bao gồm bốn hốc bánh ở phía dưới ha, và bốn hốc bánh ở phía trên. Ở phía trên chưa có làm ha. Thì bốn cái cửa thì hiện tại đang có một anh thợ đang tiến hành làm rồi nè. Thì ở đây khi sau khi mà làm đi, mình mới làm sơ lược qua thôi. Đây, em có thể qua đây nè, nghe tiếng nè. À, mới chỉ là một hai lớp thôi, nhưng mà nó cái dao động nó sẽ giảm rất là nhiều. Và bởi vì là khi xe chúng ta di chuyển á, thì nó sẽ cộng hưởng đó, ha. Nên là khi mà mình dán đều bốn cửa bốn hốc bánh thì nó rất là hiệu quả luôn. Thì sơ lược qua cho các anh em về cái giải pháp cách âm. Thì đối với một chiếc xe phân khúc giá rẻ thì chúng ta điều đầu tiên thì nên cách âm bốn cái cửa bốn hốc bánh để cho nó đồng tốc. Thứ nhất là âm thanh nó sẽ hay hơn. Cái thứ hai là nó sẽ giảm được, thứ nhất là tiếng gió này, tiếng ồn từ bánh này, và từ phần gầm lên bốn cửa bị triệt tiêu. Để chỉnh chu hơn thì chúng ta nên làm thêm cái gầm và cái nóc nếu mà đi hay đi cao tốc nhiều. Một nữa là chúng tôi trân trọng cảm ơn các anh em đã xem qua video này, sơ lược qua về một cái giải pháp cách âm chống ồn bằng vật liệu Silent Pro và nâng cấp âm thanh dành cho chiếc Mitsubishi Outrage.